Xin chào tất cả các bạn. Gần đây thì hệ thống sửa chữa laptop 2thegiay.com nhận được rất nhiều câu hỏi về việc các bạn đang băn khoăn lựa chọn các sản phẩm, các thương hiệu uy tín trong khi các bạn cần những sản phẩm về pin và sạc của máy tính xách tay. Thì ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn nhiều hơn các thông tin về thương hiệu sản phẩm của hãng Lilox, một thương hiệu mới xuất hiện trên thị trường nhưng đã giành được rất nhiều feedback tích cực về chất lượng cũng như là uy tín về sản phẩm. Trong số rất nhiều thương hiệu đang cung cấp các sản phẩm và pin sạc trên thị trường thì Lilox nổi lên với nhiều đặc điểm, ưu điểm nổi trội. Thứ nhất là về đa dạng về các sản phẩm và chủng loại thì Lilox cung cấp đầy đủ, gần như đầy đủ toàn bộ các mã pin sạc của các thương hiệu lớn đang có các sản phẩm trên thị trường, ví dụ như Dell, HP, Acer, Asus thì Lilox đều có đủ các mã. Tiếp theo là về các bạn có thể nhìn thấy được, có thể cảm nhận được chất lượng thông qua phần vỏ hộp bảo quản của sản phẩm thì được trang bị các cái vỏ hộp rất là bắt mắt, cung cấp đầy đủ các thông tin về thương hiệu cũng như thông số kỹ thuật của sản phẩm ở trên vỏ hộp. Ngoài ra thì vỏ hộp này thì giúp cho việc sản phẩm đến từ nhà máy sản xuất cho đến tay người tiêu dùng thì được bảo quản một cách an toàn nhất. Tiếp theo là về nhiều bạn quan tâm nhất là về chất lượng và thời gian bảo hành thì chất lượng đã được thương hiệu đã được khẳng định qua quá trình cung cấp dịch vụ nhiều năm của hệ thống sửa chữa laptop 24 giờ. Về chế độ bảo hành thì các bạn sẽ cảm thấy là rất là yên tâm bởi vì thời gian bảo hành của sạc và pin của Lilox rất là dài. Đối với sạc thông thường bảo hành là 1 đổi 1 trong vòng 2 năm, đối với pin là thời gian trung bình là 1 năm. Thời gian bảo hành và chất lượng tốt là như thế nhưng mà giá sản phẩm thì không hề cao. Hiện tại thì giá sản phẩm rất là hợp lý, đặc biệt là đối với những người tiêu dùng là sinh viên, các bạn đang không có nhiều điều kiện về tài chính và thu nhập. Trung bình các sản phẩm của pin sạc laptop thì đều ở mức tốt và rẻ hơn so với các mặt bằng khác trên thị trường. Đối với sạc thì thông thường dao động từ khoảng 200-400 ngàn. Đối với pin giá thì trung bình là khoảng tầm 300-400 ngàn thôi. Nhưng các đặc điểm lưu ý trên thì cá nhân mình thấy rằng thương hiệu Lilox sẽ là đáp án giải quyết cho câu hỏi là có thể tìm đến thương hiệu nào khi các bạn có nhu cầu cần thay pin và sạc laptop. Mình nghĩ rằng là đây là một thương hiệu uy tín và có thể giúp các bạn có sự yên tâm và là một lựa chọn lý tưởng trong trường hợp các bạn cần thay thế, đặc biệt là đối với pin và sạc.